bạn nhỏ ơi, chúng mình sẽ cùng ngồi trật tự xem câu chuyện của chúng bé sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhỏ nhé. Nào, đưa tay lên miệng, thật to lên nào. 2, 3. Con mất cả chiếc
ta có thể giúp gì được cho cháu? Những gì nước đã cuốn đi thì khó lòng có thể lấy lại được. Nhưng cháu chỉ tiếc có mỗi chiếc diều thôi. Ông ơi, ông có thể lặn sâu xuống dưới sông tìm cho cháu chiếc diều có được không ạ? Được, vậy thì cháu hãy đợi ta ở đây. Ta sẽ lặn xuống dòng sông và tìm giúp cháu ngay. Rất tin yêu ở các cháu. Cháu xin hứa,